Mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự của kênh Tin Nóng 24 giờ. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện đáng chú ý nào? Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Nhà trẻ tự phát ảnh hưởng nghiêm trọng mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non. Thưa quý vị, những nhà trẻ tự phát đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và mục tiêu hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Cắn răng, bấm bụng là lời than của các công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp cả nước khi buộc phải cho con em của mình đến những nhà trẻ mầm non tự phát vì không còn cách nào khác, như chia sẻ của họ với phóng viên. Trong rất nhiều nguyên nhân khiến công nhân buộc phải giao con mình cho các nhà trẻ tự phát, lý do hàng đầu vẫn là chuyện tiết kiệm chi phí và lệch múi giờ đón con khi họ thường phải tăng ca, trong khi các trường công lập việc đưa đón con phải theo giờ hành chính. Dù rằng việc giao con cho các nhà trẻ tự phát vừa không đảm bảo chất lượng, vừa luôn bị rủi ro rình rập, trong đó phổ biến nhất là nạn bạo hành. Trên phạm vi cả nước đã từng có rất nhiều ví dụ về sự không an toàn của trẻ con như những ở nhà trẻ tự phát, mà mới và thời sự nhất là một bé trai tử vong ở nhóm giữ trẻ tự phát tại đường DG4 thuộc khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đang gây bức xúc trong dư luận. Nhà trẻ tự phát chính là mối giao thoa giữa hai trong ba điểm nghẽn, khi vừa có yếu tố thiếu trường, thiếu lớp, vừa có yếu tố sự tiếp cận chưa bình đẳng mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu ra, đã yêu cầu phải nhanh chóng khắc phục tại phiên họp của Ủy ban Quốc hội Đổi mới Giáo dục và Đào tạo về đổi mới phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mới đây. Giáo dục mầm non, như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, là có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người Việt Nam. Rằng xây dựng phát triển con người cần phải được đặt nền móng vững chắc từ những năm đầu đời. Việc đặt nền móng này, nhiều năm qua, chúng ta đã làm khá tốt với những con số thống kê. Cả nước có 212 đơn vị cấp huyện có khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập với 14.204 cơ sở giáo dục mầm non, 3.175 trường công lập, 1.991 trường ngoài công lập và 9.038 cơ sở độc lập ngoài công lập. Các cơ sở giáo dục mầm non huy động hơn 1,7 triệu trẻ em, trong đó phần đông con công nhân được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập ngoài công lập. Tuy nhiên, thực tiễn đòi hỏi việc đặt nền móng này phải được làm tốt hơn nữa, bắt đầu là việc phải được tiếp cận bình đẳng bằng cách có những cơ chế chính sách để huy động mọi nguồn lực cho giáo dục mầm non, đặc biệt là chính sách về thuế, tiếp cận đất đai, tín dụng, xã hội hóa để làm sao xóa bỏ hoặc thay đổi cơ chế vận hành của những nhà trẻ tự phát gần như không có chuyên môn về nuôi dạy trẻ. Nền móng của giáo dục, xây dựng, phát triển con người không thể được xây hay phó thác cả vào những nhà trẻ tự phát để rồi công nhân lao động nghèo phải cắn răng hay bấm bụng khi gửi con em mình như hiện nay, mà phải được sớm thay thế bằng những cơ sở giáo dục đảm bảo được chất lượng, an toàn tuyệt đối. Từ Vạn Thịnh Phát, nghĩ về chữ Liêm. Quý vị thân mến, Tòa án Nhân dân TP.HCM đang xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát. Vụ án làm rúng động dư luận bởi những con số quá khủng khiếp về thiệt hại, thất thoát và cả những cái lót tay để bán rẻ sự liêm chính của những cán bộ có quyền lực. Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, VTP, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB và các tổ chức có liên quan. Phiên xử thuộc giai đoạn 1 của vụ án Vạn Thịnh Phát và tòa tập trung xét xử các sai phạm liên quan đến hoạt động ngân hàng để thu hồi tài sản, làm tiền đề xử lý những vi phạm khác như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu. Từ vụ đại án trên đã có những bài học lớn được rút ra. Trả lời phóng viên, ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho rằng việc xử lý bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm là lời răn đe cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực. Đây là bài học không của riêng ai. Các doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là các doanh nghiệp đồng sở hữu tổ chức tín dụng cần xem đây là tấm gương để tự soi, tự sửa. Những con số thiệt hại trong vụ đại án này là quá lớn, để lại hậu quả quá nặng nề. Cùng với đó, dư luận lại tiếp tục đặt ra câu hỏi mà không ít lần đã từng đặt ra. Phải chăng ma lực của đồng tiền quá lớn, những cám dỗ vật chất nó mua chuộc được cả sự liêm chính? Cần nhìn lại, theo kết luận điều tra, năm 2017-2018, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tiến hành thanh tra toàn diện với SCB. Đoàn thanh tra do cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng chủ trì
phối hợp Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia tiến hành. Đáng tiếc thay, rất nhiều thành viên đoàn thanh tra cùng một số lãnh đạo thanh tra ngân hàng đã gục ngã trước ma lực của những đồng tiền lót tay của bà chủ Vạn Thịnh Pháp SCB. Nhiều người trong số này là lãnh đạo cấp vụ, cục, tổng cục. Đoàn thanh tra là đại diện của cơ quan chức năng có thẩm quyền phát hiện, kiến nghị xử lý tội phạm. Đặc biệt, đây là lực lượng nòng cốt chuyên trách phòng chống tham nhũng tiêu cực. Vậy mà, họ đã gục ngã, bán rẻ sự liêm chính và chấp nhận đầu hàng. Từ những người nhân danh cho pháp luật, họ đã trở thành công cụ của chính những người vi phạm pháp luật. Trong quá trình thanh kiểm tra, nếu những cán bộ này làm đúng quy định, đúng trách nhiệm của mình, thì có lẽ sai phạm đã không lớn như hôm nay. Đây là vụ việc điển hình nhất, nóng hổi nhất về sự sa ngã của một số cán bộ quyền hạn khi thực hiện nhiệm vụ. Họ đã không giữ được chữ liêm cho chính mình. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, thực hành chữ liêm là việc mỗi công chức, viên chức, những đầy tớ của dân phải thường xuyên chú trọng, phải tự mình đề phòng và vượt qua nguy cơ thoái hóa, hư hỏng. Người cảnh tình, những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng cần, kiệm, liêm chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, đồng thời cảnh báo nguy cơ rơi vào bất liêm. Những người ở các công sở, từ làng cho đến chính phủ trung ương đều dễ có dịp tìm phát tài hoặc xoay tiền của chính phủ hoặc khoét đục nhân dân. Đến khi lộ ra, bị phạt thì mất hết cả danh giá mà của phi nghĩa đó cũng không được hưởng. Vì vậy, những người trong công sở phải lấy chữ liêm làm đầu. Người còn nói đến trách nhiệm của dân trong việc giữ chữ liêm cho cán bộ. Quan tham vì dân dạy. Nếu dân hiểu biết, không chịu đút lót thì quan dù không liêm cũng phải hóa ra liêm. Vì vậy, dân phải biết quyền hạn của mình, phải biết kiểm soát cán bộ để giúp cán bộ thực hiện chữ liêm. Từ vụ đại án Vạn Thịnh Phát cũng như từ các vụ án tham mô, tham nhũng được đưa ra xét xử trong thời gian gần đây, mỗi chúng ta cần rút ra bài học cho chính bản thân mình, nhất là những cán bộ có chức, có quyền, hãy sống liêm chính, luôn là những công bộc tốt của dân, hết lòng vì nhân dân. Đồng thời, công tác cán bộ cũng phải chú trọng hơn nữa để chọn đúng người có nhân cách, có trình độ thật sự, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc và ấm no. Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật cũng cần đủ sức răn đe, trừng trị thích đáng đối với những vi phạm để mục tiêu 4.0 trong phòng chống tham nhũng, không thể, không dám, không muốn và không cần đạt được hiệu quả hơn nữa trong thực tiễn và để sự tự thân của mỗi cán bộ, sự liêm chính luôn thắng mọi cám dỗ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.